đông đúc, chen lấn xô đẩy, sợ mất vị trí mua vàng là tình trạng mà chúng tôi ghi nhận được tại một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước được cấp phép bán vàng miếng ra thị trường. Trong phiên giao dịch ngày thứ hai, giá bán vàng miếng trực tiếp của ngân hàng nhà nước là 77.980.000 đồng một lượng. Như vậy, so với hôm qua, giá bán vàng miếng trực tiếp của ngân hàng nhà nước hôm nay đã giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Vì giá giảm nên rất nhiều người dân đã tới xếp hàng từ rất sớm để chờ ngân hàng mở cửa giao dịch. Tuy nhiên, với thứ tự đứng sau hơn 100 người thì nhiều người cũng không dám chắc mình sẽ mua được vàng trong buổi chiều hôm nay. Chiều nay thì chưa mua được, chưa chắc là mua được, bởi vì sáng ngày tôi đi 3 cửa hàng cơ, đi 3 4 ngân hàng, không ngân hàng nào mua được. Thôi cố gắng là mua thôi. Đấy. Mua để tí để dành ra thì phải để dành tí để phòng khi nào mà khó khăn thì có cái mà để ra. Chú lên đây từ lúc 12 rưỡi đã thấy là đông nghìn nghịt tới người rồi. Chú xếp hàng kít dưới kia kìa. Hai vợ chồng xếp hàng nhưng mà mỏi chân quá ra đây ngồi, tí nữa bà lại thay ra đây ngồi, xong này vào đứng. Không nghe công bố nhưng thấy người ta bảo là mỗi người 2 cây. Thấy người ta mua rồi người ta ra. Mà những người mua rồi là người ta xếp hàng từ hôm qua. Xong họ ghi danh sách tối hôm qua. Hôm nay họ gọi những người từ hôm qua trước. Những người hôm nay là chưa nói gì đến. Theo các chuyên gia kinh tế, người dân nên thận trọng, không nhất thiết mua vàng vào những ngày đầu mà các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai bán vàng. Bởi các ngân hàng thương mại nhà nước không chỉ bán vàng trong một ngày, mà sẽ tiếp tục bán cho đến khi đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.